Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thất bại ê chề, liên minh Nguyễn Phú Trọng và Phan Đình Trạc không quật nổi ông Nguyễn Văn Đùa Vụ án thủ thiêm tại miền Nam lại một lần nữa rơi vào bế tắc Ông Nguyễn Phú Trọng đã sai Phan Đình Trạc vào Nam khơi lại sai phạm của thủ thiêm Hoa giải được tổ chức để lần nữa dùng ý dân đập vào sai phạm của Nguyễn Văn Đùa Nhưng cuối cùng thì thất bại bà con Thủ thiêm vẫn tức tưởi khóc trong khi kẻ gây ra nỗi oan kia lại đang nhởn nhơ hưởng thụ. Chiều ngày 17 tháng 6, ông Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sĩ Bảy chủ trì buổi đối thoại với 20 người đại diện các hộ còn khiếu kiện liên quan danh giới quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là hình ảnh tìm sai phạm Thủ Thiêm lại thất bại. Trước đó vào ngày 27 tháng 11 năm 2020, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì lần đối thoại đầu tiên với 50 hộ dân ở diện tích đất nói trên, xong không đạt được kết quả mong muốn. Năm 2021, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận 1169 khẳng định thửa đất các hộ dân còn khiếu nại nằm trong danh giới quy hoạch, tức là việc thu hồi đất đúng quy định. Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ dân lần nữa bày tỏ không đồng tình với nội dung Kết luận 1169, lập luận chính của họ vẫn là bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1 trên 5.000 theo quyết định số 367 của Thủ tướng vào ngày 4 tháng 6 năm 1996 đã mất nên không đủ cơ sở để xác định danh quy rối quy hoạch này. Các bản đồ được dùng căn cứ và kết luận là không phù hợp quy định vì chứng cứ là phải có bản gốc. Người dân đặt ra hàng loạt câu hỏi như nguyên nhân mất bản đồ và yêu cầu xử lý sai phạm nếu có Căn cứ vào kết luận khi các bản đồ làm căn cứ không phải là bản gốc Dùng bản đồ đi mượn của nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Viết Thành để kết luận có đúng hay không Người dân cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp chi tiết bản đồ Danh giới thực địa làm cơ sở để thu hồi đất của dân Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Đùa vẫn như đang thách thức Trung ương cuộc đối chất nhiều lần bị gián đoạn vì người dân và ban tổ chức mâu thuẫn trong phương thức đối thoại. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc phản biện lại ý kiến của đại diện bộ ngành, mong muốn được nêu ý kiến nhưng chủ tọa đề nghị dành thời gian để các cơ quan chức năng trả lời câu hỏi. trưởng ban tiếp dân của trung ương nguyễn hồng diệp liên tục đề nghị bà con tôn trọng chủ tọa với yêu cầu tắt micro để ngắt lời, dành thời gian cho cơ quan chức năng giải đáp. tuy nhiên trước hàng loạt câu hỏi của người dân đại diện cơ quan trung ương đều chỉ ghi nhận, tiếp thu và xin trả lời sau. Như vậy là đối thoại thất bại, nguyên nhân là quyết định quy hoạch được ký bởi Nguyễn Văn Đùa. Như vậy xem ra lần này ông Nguyễn Văn Đùa vẫn bình an vô sự. Người thất bại vẫn là người dân của Thủ Thiêm mà thôi. Với sai phạm mười mươi như thế mà năm lần bảy lượt ông trọng giải quyết cũng không xong. Ông trọng vốn rất mạnh so với các quan chức gốc miền Bắc nhưng với những quan chức công miền Nam thuộc loại tép riu như Nguyễn Văn Đùa thì cho tới giờ ông Trọng vẫn phải bó tay. Không biết nên gọi ông Trọng là hổ thật hay là hổ giấy đầy. Đến hình ảnh, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm được gì nhóm ăn đất ở miền Nam. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Đùa đã về hưu từ rất lâu nhưng đến nay vẫn thách thức thế lực chính trị rất mạnh nhất cũng có ý lý của nó. Nếu ông Nguyễn Văn Đùa bị khui ra thì ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân cũng nhào ngã theo. Đó là lý do ông Nguyễn Văn Đùa vẫn rất mạnh. Nếu ông Trọng làm gì cũng có liên minh thì nhóm ăn đất ở Sài Gòn cũng có liên minh. Vì lợi ích tương đồng, họa cũng dính chùm nên buộc Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân và Lê Thanh Hải phải liên kết lại với nhau. Người ta nói một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại lên hàng núi cao là như vậy. Thế chân vạc Hai quân đua đang thách thức sức mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng từ Trung ương đã nhiều năm nay vụ án Thủ Thiêm cứ thách thức ông ta mà cuối cùng thì ông Trọng cũng chẳng làm gì được điều này cho thấy sức mạnh chính trị của Nguyễn Phú Trọng cũng không phải là tuyệt đối có lúc ông ta cũng bất lực mà thôi ông đùa vẫn ngạo nghễ, ông Trọng làm gì được ông và cứ như thế tiếp tục thách thức Trung ương Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin, đập người ta thân bại danh liệt rồi khóc thương, ông Nguyễn Phú trọng có là cá sấu hoa cà hay không? Đã triệt hạ thì không khóc, mà đã khóc thương người ta thì không nên triệt hạ. Đó là bản chất của con người, yêu ghét phần mình. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú trọng thì làm khác. Chính ông đã triệt hạ Nguyễn Thành Long đến thân bại danh liệt rồi lại khóc thương ông này. Hành động và cảm xúc của ông trọng dường như nó có gì đó sai sự phối hợp giữa hành động và cảm xúc như thế chỉ có thể là giả tạo nước mắt như vậy người ta gọi là nước mắt cá sấu thật vậy ông nguyễn phú trọng làm như thế đã làm cho nhiều người không khỏi thấy được sự đáng sợ của ông ta trong các loại cá sấu loài cá sấu nước mặn còn gọi là cá sấu hoa cà là loài hung dữ nhất có lẽ nên ví nước mắt của ông trọng như là nước mắt của loại cá sấu này thì mới đúng. Ai để tiếc thương cho sự nghiệp cho một kẻ phạm tội ác với dân đến như vậy? Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2022, báo chí nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin rằng Tổng Bí thư rất nghẹn ngào khi Trung ương họp bất thường kỷ luật ông Nguyễn Thành Long. Đây rõ ràng hành động tuyên truyền, tuy nhiên ông Trọng muốn tuyên truyền điều gì thì cần phải phân tích rất kỹ. Theo ông Tổng Thư Ký, Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết thì khi Trung ương họp hội nghị bất thường để kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thành Long, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất nghẹn ngào khi nói về thành tích của ngành kinh y tế. Chia sẻ cảm xúc khi phải bấm nút thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu quốc hội, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thành Long tại kỳ họp. Ông Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nói ông Nguyễn Phú Trọng bùi ngùi xúc động khi bị đọc nghị quyết liên quan bãi nhiệm đồng chí đồng nghiệp của mình. Đây là hình ảnh thông tin ông Nguyễn Phú Trọng khóc thương Nguyễn Thành Long. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng muốn truyền đạt thông điệp tới đảng viên dưới quyền của ông rằng đảng cộng sản của ông thương nhau như ruột thịt vậy. Còn với người dân thì ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ cho mọi người thấy là ông rất thương người. Không một hành động nào của người làm chính trị lão luyện như ông Trọng mà không có dụng ý cả. Dụng ký của ông Trọng lập tức gặp phản ứng ngược. Mạng xã hội bức xúc đặt câu hỏi rằng tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không khóc thương cho 43.000 mạng người dân Việt Nam từ Bắc tới Nam đã phải chết dưới bàn tay hãm hại của ông Nguyễn Thành Long mà khóc thương cho một con người đã nhẫn tâm trù dập và tiếp tay để có thể giết hại họ bằng thứ xét nghiệm giả và đưa ra thị trường y tế sản phẩm ký xét nghiệm không đạt chất lượng để lừa dối người dân. Đây rõ ràng là nước mắt cá sấu chứ không phải là một thứ nước mắt thật lòng. Ông Bùi Văn Cường thì đã mô tả khi Trung ương tổ chức hội nghị bất thường thi hành kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thành Long, đồng chí tổng bí thư đã rất nghẹn ngào khi đánh giá chia sẻ thành tích của ngành y tế, đặc biệt là nhấn mạnh những nguyên tắc của đảng. Lời chia sẻ này ý muốn nói ông Nguyễn Phú Trọng tôn trọng kỷ cương của nguyên tắc đảng. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có còn nhớ hay đã quên rằng chính ông đã đạp lên đầu điều đệ đảng để tự cho mình được xuất đặc biệt tiếp tục tại vị, mặc dù ông không đảm bảo điều kiện về tuổi tác và điều kiện về sức khỏe. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Long, người được cho là ông Nguyễn Phú Trọng, khóc thường. Ngay cả thời phong kiến, anh Minh, người ta còn để cao khẩu hiệu rằng quân Pháp vô thần, nghĩa là hoàng thân quốc thích mà phạm tội thì đều bị xử như thứ dân cả. Tuy nhiên, thời chế độ Cộng sản Việt Nam dường như đã đi thụt lùi so với cả thời phong kiến trước đây. Khi mà ông cựu Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Thiên Dũng đã từng nói rằng nếu chúng ta sai, chúng ta xin lỗi dần nếu dân sai sẽ bị truy tố trước pháp luật. Đấy là minh chứng cho tư duy thụt lùi của chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam so với phong kiến rất nhiều. Thà Nguyễn Phú Trọng không diễn kịch, ông càng diễn kịch thì ông lại càng lố bịch. Phải biết tôn trọng luật pháp, một khi đã phạm pháp là phải bị trừng trị, không thương tiếc gì cả. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có hiểu ra điều tối thiểu đó hay không? Đó là câu hỏi mà dư luận cả nước đang đặt ra